nghiệt ngã. Mẹ để cho con chết đi. Lại bao nỗi xót xa. Em xin lỗi anh. Thật lòng trong em không muốn giấu anh đâu. Và cũng luôn đổi thay. Nào ai biết chưa. Tất cả tội lỗi do ba gây ra, ba sẽ gánh chịu hết con. Bình tĩnh đi, mai tao sẽ đưa tụi bay qua biên giới. Đúng rồi, thằng Dũng là công an. Thì ra từ trước tới giờ trong lòng anh không hề có em, chỉ có cô ta thôi. Anh mới là người xứng đáng với em hiểu chưa? Dành cho nhau niềm tin và tình yêu thương đời sẽ vẫn...